Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem chuyên mục Gia Lai 48 giờ của Báo Gia Lai Điện Tử được phát sóng trên trang web baogialai com vn Bản tin đầu tuần chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nội dung sau. Học sinh từ trường vào ngày 29 tháng 8 Quyết liệt bảo vệ rừng giáp ranh Kết nạp 8 đảng viên mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân Hơn 50 doanh nghiệp được tư vấn phổ biến pháp luật hơn 800 cán bộ giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng hè. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ký quyết định số 417 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tụ trường vào ngày 29 tháng 8. Riêng lớp 1 tụ trường vào ngày 22 tháng 8. Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt vào ngày 5 tháng 9. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 và kết thúc trước ngày 8 tháng 1 năm 2023. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Gia Lai có diện tích rừng và đất rừng giáp ranh với các tỉnh Con Tâm, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Định. Những khu vực này có nhiều loại gỗ quý hiếm, giá trị kinh tế cao nên trở thành miếng mồi ngon của Lâm Tạc. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm tỉnh cùng các địa phương giáp ranh đã ký kết tăng cường thực hiện quy chế phối hợp trong tuyên truyền tuần tra, truy quét lâm tặc nhằm bảo vệ tốt nhất diện tích rừng này. Vùng giáp ranh giữa Gia Lai với các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, Con Tâm và Bình Định có chiều dài hơn 500 km trải dài qua địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh. Đặc biệt, khu vực rừng giáp ranh giữa các tỉnh có địa hình phức tạp hiểm trở đời sống người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thông tin liên lạc hạn chế. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thực hiện quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng giáp ranh đã ký kết giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh, từ năm 2018 đến nay, các cấp ngành và địa phương vùng giáp ranh có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn hạn chế, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần ngăn chặn kịp thời các vụ xâm hại tài nguyên rừng. Thời gian tới, các lực lượng chức năng và các địa phương vùng giáp ranh tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp đã ký kết, tăng cường trao đổi thông tin phối hợp tuần tra kiểm soát truy quét để mang lại kết quả cao hơn Chiều ngày 11 tháng 8 tại trụ sở tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Ra Lăng Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cấp tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm 2022. Toàn tỉnh chưa thành lập mới được tổ chức đảng, giải thể một tổ chức cơ sở đảng, kết nạp được 8 đảng viên mới. Trong đó có một chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng, thành lập 13 tổ chức công đoàn và giải thể 3 tổ chức công đoàn, kết nạp mới 118 đoàn viên thanh niên và giải thể 8 tổ chức đoàn với 150 đoàn viên. Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 cho hơn 50 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu Công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành thuộc tỉnh. Tại hội nghị các doanh nghiệp được phổ biến một số quy định liên quan đến luật bảo hiểm xã hội, luật xây dựng, luật bảo vệ môi trường, các quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, hướng dẫn tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Khóa bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2022 dành cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên bậc học mầm non và phổ thông. Tham gia khóa bồi dưỡng có 872 cán bộ quản lý giáo viên mầm non và phổ thông được chia thành 14 lớp. Theo đó, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8, các học viên sẽ được giảng viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng về các nội dung xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xây dựng văn hóa nhà trường ở trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông xây dựng trường học an toàn phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông phát triển kỹ năng tuyên truyền phối hợp cha mẹ trẻ nhằm huy động trẻ mầm non ra lớp đạt chỉ tiêu và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Gia Lai 48 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.